Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vị Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Trung đoàn Nga đụng độ tuyến phòng thủ được xây dựng lại của Ukraine và mất 80 xe trong một ngày. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russian regiments collide with Ukraine's rebuilt defensive line and lose 80 vehicles in one day, và khẳng định rằng đà tiến của quân Nga sau khi chiếm được thị trấn Avdiivka đã bị khựng lại. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mỗi ngày, nhà phân tích nguồn mở Andrew Peppertour ngồi xuống và dành hàng giờ lùng sục trên mạng xã hội, hình ảnh vệ tinh và các nguồn khác để tìm bằng chứng về các phương tiện bị hư hỏng, phá hủy và bị bỏ rơi của Nga và Ukraine dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm trong 2 năm xâm lược của Nga ở Ukraine. Trung bình mỗi ngày, anh ta xác định được vài chục xe Nga mới bị phá hủy và một số ít xe Ukraine lâm vào hoàn cảnh tình trạng tương tự. Điều đó phù hợp với con số tổng thể của OREX về tổn thất thiết bị của Nga và Ukraine trong 70 ngày đầu tiên của cuộc chiến rộng lớn hơn, lần lượt là 14.000 và 5.000. Vậy điều gì đã xảy ra vào hoặc khoảng ngày 1 tháng 3, khiến ngày 2 tháng 3 trở thành một trong những ngày bận rộn nhất của Peppertour? Chỉ bớt bận rộn hơn một chút so với ngày 3 tháng 2, khi Peppertour đếm những tổn thất mà đối với anh là kỷ lục trong một ngày. 103 phương tiện bị hư hỏng, phá hủy và bị bỏ rơi. 70 chiếc là của người Nga, 33 chiếc là của người Ukraine. Vào ngày 2 tháng 3, Peppertour ghi nhận 97 tổn thất, 84 trong số đó là của Nga, gấp 4 lần mức trung bình hàng ngày của người Nga. Có thể hiểu được sự tàn phá, kỷ lục tháng 2 được đưa ra khi chiến dịch kéo dài 4 tháng của quân đội Nga nhằm chiếm Avdiivka, một thành trì cũ của Ukraine ở phía tây bắc Donetsk, ở miền đông Ukraine, lên đến đỉnh điểm là chiến thắng cay đắng của Nga tại thị trấn Avdiivka. Tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 2 và 41 của Nga cuối cùng đã chiếm được thị trấn Avdiivka từ lực lượng đồn trú Ukraine thiếu đạn dược, nhưng với giá phải trả là 17.000 người thiệt mạng, hàng chục ngàn người bị thương, cộng với khoảng 700 phương tiện vĩnh viễn nằm lại ở tàn tích Avdiivka. Lữ đoàn 110 Ukraine rút lui khỏi Avdiivka vào giữa tháng 2. Thay vì củng cố trong đống đổ nát của thành phố, quân Nga tiếp tục tấn công, đuổi theo quân Ukraine khi họ đi về phía Tây qua khu định cư đầu tiên, cách Avdiivka vài dặm về phía Tây. Quân đội Nga, dù đẫm máu, đã nhanh chóng chiếm được Stepove, Lastochkine và Severne. Tại các làng tiếp theo, Berdychi, Olika và Tonenke, nơi các lữ đoàn 47, 3 và 57 Ukraine chuyển từ vừa chiến đấu vừa rút lui sang phòng thủ chủ động, quay lại và đánh trả bằng xe tăng, pháo binh, súng cối và máy bay không người lái. Được hỗ trợ bởi sự gia tăng cung cấp đạn dược từ các đồng minh Âu Châu của Ukraine, mặc dù không phải từ Hoa Kỳ, quốc gia đã không cung cấp viện trợ kể từ ngay sau khi Quốc hội Hoa Kỳ chặn nguồn tài trợ vào tháng 10. Các lữ đoàn Ukraine đã ngăn chặn bước tiến của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ở Washington DC đã dự đoán trước diễn biến này vào ngày 18 tháng 2. Các lực lượng Nga vốn đã chịu tổn thất lớn về nhân lực và trang thiết bị khi chiếm giữ Avdiivka, có thể sẽ lên đến đỉnh điểm khi họ chạm trán với các đơn vị Ukraine tương đối mới đang có lực lượng phòng thủ, được chuẩn bị sẵn sàng ở các vị trí phòng thủ vững chắc, ISW tuyên bố vào thời điểm đó. Bằng chứng về đỉnh điểm này nằm rải rác khắp các cánh đồng, con đường và hàng cây phía tây Avdiivka. Hàng trăm phương tiện Nga bị phá hủy và một số rất ít các phương tiện Ukraine bị phá hủy. 84 tổn thất của Nga mà Peppertour thống kê vào ngày 2 tháng 3 có thể chỉ ra bước tiến lớn cuối cùng của Nga về phía tây Avdiivka. Quân Putin đã bị khựng lại ít nhất cho tới hiện tại. Tại Berdychi, xe tăng M1 Abrams của Ukraine đã hình thành tuyến phòng thủ cuối cùng và ngăn chặn bước tiến của Nga. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề
In Berdychi, Ukraine's M1 Abrams tanks made their last stand and halt the Russian advance. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Sau khi khiến lữ đoàn cơ giới 110 thiếu đạn dược của quân đội Ukraine phải rút ra khỏi đống đổ nát ở Avdiivka ở miền đông Ukraine 3 tuần trước, quân đội Nga đã có động lực. Khi sư đoàn 110 và các đơn vị lân cận, bao gồm ở phía bắc Avdiivka, lữ đoàn cơ giới 47, rút lui về địa hình dễ phòng thủ hơn ở phía tây, quân Nga đã tiến lên hàng dặm. Những dặm đó đại diện cho lợi ích lớn nhất của quân đội Nga trong một năm. Nhưng bất kỳ viễn ảnh nào về việc người Nga chọc thủng tuyến phòng thủ mới của quân Ukraine và tiến vào hậu phương không được phòng thủ của họ và hướng tới các trung tâm dân cư lớn đã kết thúc vào tháng này. Khi lữ đoàn 47 và các đơn vị khác của Ukraine quay lại, đánh trả và thậm chí phản công ở một số khu vực. Đó là một bước ngoặt đắt giá đối với người Ukraine. Lữ đoàn 47, đơn vị điều hành chính xác, loại xe thiết giáp hạng nặng do Mỹ sản xuất của Ukraine, bao gồm xe tăng M1 Abrams, xe chiến đấu M2 Bradley và xe công binh phá mìn, đã mất gần 10% số thiết giáp của mình, bao gồm 3 trong số những M1 nặng 69 tấn, dành cho 4 người. Ít nhất 4 chiếc M2 nặng 34 tấn chở được 10 người và 2 trong số những chiếc xe công binh phá mìn nặng 65 tấn dành cho 2 người. Nhưng khi đứng vững ở thị trấn Berdychi, cách Avdiivka 5 dặm về phía tây bắc, lữ đoàn 47 đã gây ra nhiều tổn thất hơn mức họ phải gánh chịu. Những con đường tới Berdychi rải rác những khối xe tăng Nga, xe chiến đấu bánh xích và đặc biệt là xe thiết giáp chở quân BTR-80, chưa kể khả năng hàng ngàn bộ binh Nga thiệt mạng. Quan trọng hơn, lữ đoàn 47 và các lữ đoàn lân cận ở phía Nam đã chặn đứng các tập đoàn quân vũ trang tổng hợp số 2 và 41 của Nga. Trong 2 tuần bùng nổ sau khi Avdiivka thất thủ, quân Nga đã tràn qua từ Bắc xuống Nam, các khu định cư Stepove, Lastoskine và Severne. Nhưng chỉ vì người Ukraine đang rút lui đã chọn không bảo vệ những khu định cư đó khi họ tiến đến các khu định cư xa hơn về phía Tây, Berdychi, Olika và Tonenke. Những khu định cư đó ngập nước khiến chúng khó bị tấn công hơn và do đó dễ phòng thủ hơn. Trung tâm chiến lược quốc phòng Ukraine đã tóm tắt những gì đã xảy ra dọc tuyến Berdychi-Tonenke trong tuần này. Trên hướng Avdiivka, lữ đoàn cơ giới biệt lập số 47 đã bảo vệ thành công Berdychi, đẩy lùi các cuộc tấn công từ lữ đoàn súng trường cơ giới riêng biệt số 15 và 30 của đối phương. Lữ đoàn 3 biệt động quân đã đẩy lùi một cuộc tấn công của đối phương trong khu vực Olika, nơi lữ đoàn dù biệt lập số 25 đảm nhận vị trí phòng thủ. Đối phương tiến dọc theo các hồ ở phía nam Olika và xâm nhập vào phía tây nam hồ Zoryansky, phía nam thị trấn. Lữ đoàn cơ giới hóa độc lập số 53 đang giữ vững vị trí ở Tonenke, cải thiện vị thế chiến thuật bằng cách đẩy lùi một cuộc tấn công từ lữ đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 114 của quân đoàn 1 của Nga, được hỗ trợ bởi lữ đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 55 của quân đoàn 41. Nếu có điều gì mà người Nga có thể tự hào khi chiến dịch Avdiivka sắp kết thúc, thì đó là việc họ đã xâm nhập và đào sâu qua góc đông nam của Tonenke. Mặc dù chỉ sau khi bắn phá tàn bạo khu định cư từ trên không và mất một số chiến đấu cơ trong quá trình này. CDS chỉ ra, lữ đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 1 của quân đoàn 1 Nga và lữ đoàn súng trường cơ giới hóa độc lập số 35 của quân đoàn 41 Nga đã tấn công Tonenke từ phía nam, nhưng chúng đã không đạt được thành công. Và như vậy, 5 tháng sau khi bắt đầu, trận Avdiivka cuối cùng cũng kết thúc. Đó là một chiến thắng cay đắng của người Nga. Phải, họ đã chiếm được đống đổ nát của Avdiivka. Nhưng điều đó khiến họ thiệt mạng ít nhất 17.000 người, có thể là hàng chục ngàn người bị thương và gần 800 xe thiết giáp. Tổng thiệt hại của Ukraine dường như là vài ngàn người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và ít hơn 100 xe thiết giáp. Những chiếc M1, M2 và xe công binh phá mìn mà lữ đoàn 47 bị mất trong trận giao tranh tầm gần trên đường phố Berdychi có thể là một trong những tổn thất cuối cùng của chiến dịch. Chúng chiếm tới 10% số xe tăng, 5% phương tiện chiến đấu của lữ đoàn và có thể là 1/3 số phương tiện kỹ thuật của lữ đoàn.
Chỉ có một lý do khiến lữ đoàn 47 không thể nhanh chóng thay thế các phương tiện mà họ đã loại bỏ trong cuộc rút lui chiến đấu ở phía Tây Africa. Đó cũng chính là lý do khiến quân Ukraine sắp hết đạn phải rút lui khỏi Africa ngay từ đầu. Quốc hội Hoa Kỳ đã ngăn chặn viện trợ của Hoa Kỳ cho Ukraine bắt đầu từ tháng 10. Ngay cả khi bị cắt khỏi sự hỗ trợ của Mỹ, lữ đoàn 47 vẫn còn nhiều sức mạnh chiến đấu, có lẽ là quá đủ để giữ Berdychi. Điều mà họ và phần còn lại của quân đội Ukraine không có là lượng người, phương tiện và đạn dược dư thừa mà họ cần để tiến hành một cuộc phản công lớn về phía đông. Vương quốc Anh cho biết tư lệnh hạm đội hắc hải của Nga bị sa thải vì tổn thất ngày càng gia tăng. Tờ Newsweek cho biết như trên, trong bài tường trình nhan đề Russian Black Sea Fleet Commander Dismissed Over Mountain Logic UK. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Theo một đánh giá mới, Nga có thể đã sa thải tân tư lệnh hạm đội hắc hải vì tổn thất nặng nề trong những tuần gần đây, ngay sau khi Ukraine tấn công dữ dội vào một trong những tàu tuần tra của Mạc Tư Khoa gần lãnh thổ Nga. Có thể do tổn thất của hạm đội hắc hải vào ngày 15 tháng 2. Tân tư lệnh hạm đội hắc hải, Phó Đô đốc Sergei Mikhailovich Binchu, thay thế Đô đốc Viktor Sokolov bị cách chức, Bộ Quốc phòng Anh cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Tư. Các nguồn tin liên quan đến nhà nước Nga đưa tin vào giữa tháng 2 rằng Sokolov đã bị cách chức tư lệnh hạm đội hắc hải sau khi Ukraine phá hủy Kesakurnikov, một tàu đổ bộ lớp Robucha bằng thuyền không người lái của Hải quân. Đầu ngày thứ Ba, cơ quan tình báo quân sự Ukraine được gọi là GUR đã công bố đoạn phim cho thấy các máy bay không người lái trên mặt nước Magura V-5 nội địa lao vào tàu Sergei Kotov, một trong bốn tàu tuần tra dự án 22160 của Nga. Kyiv cho biết con tàu đang ở gần eo biển Kerch và các nguồn tin địa phương cho biết cầu Kerch đã đóng cửa trong đêm. Con tàu bị hư hại ở phần đuôi tàu bên phải và bên trái, Ryuya cho biết trong một tuyên bố. Kyiv cho biết trong một bản cập nhật hôm thứ Tư rằng 7 thủy thủ Nga đã thiệt mạng và 27 thành viên thủy thủ đoàn bị thương. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Ba, không có bến cảng an toàn cho những kẻ khủng bố Nga ở Hắc Hải và sẽ không bao giờ có. Đây là tàu thứ Ba của hạm đội Hắc Hải của Nga bị đánh chìm trong năm tuần qua, chính phủ Anh nói về tàu Sergei Kotov hôm thứ Tư. Nga đã chịu tổn thất nặng nề đối với hạm đội Hắc Hải đóng trên bán đảo Crimea dưới tay Ukraine kể từ tháng 2 năm 2022, bất chấp lực lượng hải quân nhỏ của Kyiv. Mặc dù các lực lượng Nga đã nhích về phía Tây qua đất liền Ukraine trong những tuần gần đây, Ukraine vẫn duy trì thành công trong việc tấn công các tài sản có giá trị của Nga ở Hắc Hải. Thuyền không người lái của hải quân Ukraine đã phá hủy tàu hộ tống trang bị hỏa tiễn Ivanovets của Nga vào tháng 2 và đã tấn công thành công một số tàu đổ bộ của Nga, bao gồm cả tàu Sisakunikov. Các cuộc tấn công dai dẳng của Ukraine đã đẩy Nga về phía đông Hắc Hải, di chuyển tài sản tới căn cứ Novorossiysk. Các báo cáo cũng cho thấy Điện Cẩm Linh đang lên kế hoạch xây dựng một căn cứ quân sự mới tại cảng Ochamchire ở Abkhazia, một khu vực ly khai của Georgia. Điều này sẽ đẩy các tài sản ở Hắc Hải của Nga ra xa bờ biển Ukraine hơn nữa. Kyiv cho biết tổn thất vũ khí phòng không của Nga tăng đột biến. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia suffers spike in anti-aircraft weapon losses. Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các lực lượng Nga tiếp tục tiêu hao thiết bị trong cuộc xâm lược Ukraine, với những số liệu mới nhất của Kyiv chỉ ra tổn thất về vũ khí phòng không của Mạc Tư Khoa tăng đột biến trong những tuần gần đây. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm thứ Bảy cho biết Nga đã mất 3 vũ khí phòng không trong ngày hôm trước. Tổng thiệt hại của loại thiết bị đó kể từ khi bắt đầu chiến tranh là
707. Số lượng thương vong chính xác và tổn thất thiết bị nổi tiếng là khó xác định. Có những tổn thất lớn về vũ khí phòng không được ghi nhận trong vài tháng đầu của cuộc chiến, nhưng những con số này tăng dần trong năm qua với số liệu thống kê hàng tuần, thường chỉ có một hệ thống. Cũng có ngày không có. Tuy nhiên, trong tháng này, số lượng tổn thất của các hệ thống đã gia tăng. Với số liệu thống kê của Kyiv hôm thứ Sáu ghi nhận 13 tổn thất như vậy trong 7 ngày trước đó, bao gồm 5 hệ thống phòng không vào ngày 2 tháng 3. 7 ngày từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3 chứng kiến mức tổn thất cao nhất của các hệ thống phòng không của năm tính đến thời điểm hiện tại. Một thống kê trên trang web Oryx, nơi xác minh tổn thất thiết bị của Nga bằng cách sử dụng video hoặc hình ảnh tĩnh, nêu chi tiết tại sao kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Mạc Tư Khoa đã mất 48 hệ thống phòng không, 29 trong số đó đã bị phá hủy, 1 bị hư hại và 18 bị quân Ukraine bắt giữ. Chúng bao gồm 20 khẩu pháo tự động 2 nòng ZU-23-2 phòng không và 18 xe Uro-4320 là nền tảng cho bệ phóng hỏa tiễn BM-21 Grad. Số liệu mới nhất của Oryx cũng cho biết Nga đã mất 25 pháo tự hành, trong đó bao gồm 13 pháo hàng không tự hành 2K22 Tunguska và 8 pháo phòng không tự hành bọc thép hạng nhẹ GSU-23-4 Sirka được dẫn đường bằng radar. Oryx cho biết tổn thất thiết bị thực tế của Nga có thể còn cao hơn nhiều, và thống kê của họ cũng cho thấy Mạc Tư Khoa đã mất 212 hệ thống hỏa tiễn đất đối không, trong đó có 42 hệ thống 9K35 Strela 10. Trong khi đó, tổn thất của quân Nga đã lên tới 423.160 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Bảy, bao gồm 850 so với ngày hôm trước. Bộ Quốc phòng Mạc Tư Khoa hôm thứ Bảy cho biết Nga đã bắn hạ 47 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, đồng thời cho biết thêm rằng Kyiv đã tiến hành các cuộc tấn công kéo dài hơn 1 giờ trên các vùng Belgorod, Kursk, Volgograd và Rostov. Các kênh Telegram đưa tin người dân địa phương ở Taganrog thuộc vùng Rostov đã nghe thấy 5 vụ nổ chỉ trong một đêm, được thống đốc tỉnh Vasily Golube mô tả là rất lớn. Chính quyền Nga tiếp tục báo cáo số lượng các cuộc tấn công ngày càng tăng nhằm vào các khu vực này, trong khi lực lượng của Mạc Tư Khoa đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong những tháng gần đây. Trung đoàn theo Kyiv, Nga đang đau đầu trong việc sản xuất hỏa tiễn. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Russia suffering missile production headache according to Kyiv. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chương trình sản xuất hỏa tiễn của Nga gặp phải vấn đề kỹ thuật và chậm tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch. Trung tâm kháng chiến Ukraine gọi tắt là NRC được thành lập ngay sau cuộc xâm lược toàn diện của Vladimir Putin và hoạt động dưới sự chỉ huy của lực lượng tác chiến đặc biệt của nước này, cho biết các nhà hoạt động mạng của họ đã tìm thấy tài liệu chi tiết về các vấn đề mà Mạc Tư Khoa phải đối mặt trong việc sản xuất hỏa tiễn. Tài liệu xác định các công ty là trung gian mua phụ tùng để sản xuất vũ khí. NRC cho biết mọi công ty có sản phẩm mà đối phương sử dụng để sản xuất vũ khí sẽ được công chúng biết đến. Nhóm cho biết thêm sau một hoạt động mạng kéo dài hơn một năm, các cơ quan liên quan có dữ liệu để chặn các công ty ủy quyền và mở rộng các biện pháp trừng phạt. Trong số đó có trung tâm công nghệ đặc biệt ở St. Petersburg và nhà máy sản xuất Dubna ở khu vực Mạc Tư Khoa, nơi những người Nga bình thường sản xuất vũ khí để giết người Ukraine. NRC đã công bố các hồ sơ mà họ cho rằng có sơ đồ và phân tích chi tiết về hỏa tiễn Kinzhal KH-32 của Nga, cũng như mô tả các sửa đổi của nó. Ukraine thường xuyên đưa tin rằng Nga đã bắn Kinzhal trong suốt cuộc chiến, mặc dù đôi khi lực lượng phòng không của Kyiv đã bắn hạ được hỏa tiễn siêu thanh. NRC cho biết những tiết lộ của họ cho thấy Nga không thể tự sản xuất hỏa tiễn hiện đại do lạc hậu về công nghệ, và tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga đang tìm kiếm các tuyến cung cấp mới.
NRC cho biết đơn đặt hàng của Nga đối với chương trình hỏa tiễn đã bị trì hoãn từ 4 đến 6 tháng, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Nhiều hoạt động của các nhà hoạt động mạng, kế hoạch phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị gián đoạn và nhiều sinh mạng người Ukraine đã được cứu. Vào tháng giêng, NRC báo cáo rằng họ đã thu được bằng chứng cho thấy Nga đang có kế hoạch trang bị đạn chùm cho hỏa tiễn hành trình KH-32. Như Newsweek đã đưa tin trước đó, việc Nga sử dụng Kinzhal không có bất kỳ tác động lớn nào, chứ chưa nói đến tác động mang tính quyết định đối với cuộc chiến cho đến nay. James Black, trợ lý giám đốc quốc phòng và an ninh tại chi nhánh Âu Châu của tổ chức nghiên cứu RAND cho biết. Chính quyền Ukraine hôm thứ Bảy cho biết hai người đã thiệt mạng và 26 người bị thương trong cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thành phố Sumy hai ngày trước đó. Vụ tấn công đã làm hư hại một trường học, một bệnh viện trung tâm, một trung tâm y tế cấp cứu khu vực và một cơ sở cung cấp nước. Sumy giáp Nga và thường xuyên là mục tiêu tấn công hàng ngày của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết có người chết và bị thương mà không nêu rõ con số thương vong. Cảnh báo hiếm hoi của Hoa Kỳ về cuộc tấn công cực đoan sắp xảy ra gây ra phản ứng dữ dội ở Nga. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Cảnh báo từ Đại sứ quán Mỹ ở Nga rằng những kẻ cực đoan đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào các cuộc tụ tập lớn ở Matikhwa đã gây ra phản ứng dữ dội ở nước này. Công dân Hoa Kỳ được khuyến cáo nên tránh tụ tập đông người trong 48 giờ tới. Cảnh báo trên trang web của Đại sứ quán cho biết hôm thứ Năm, đồng thời kêu gọi người Mỹ tránh đám đông, bao gồm cả các buổi hòa nhạc, theo dõi cập nhật của truyền thông địa phương và chú ý đến môi trường xung quanh. Đại sứ quán thường xuyên khuyến khích tất cả công dân Mỹ rời khỏi Nga trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Putin đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào nước láng giềng vào tháng 2 năm 2022. Văn phòng đối ngoại Khối thịnh vượng chung và phát triển của Vương quốc Anh cũng cập nhật trang về lời khuyên dụ lịch nước ngoài tới Nga để đưa vào cảnh báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Nga hôm thứ Năm. FCDO khuyên không nên đi du lịch tới Nga. Mặc dù Điện Cẩm Linh chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cảnh báo, nhưng những người khác bao gồm Margarita Simonian, tổng biên tập của tổ chức truyền thông RT do nhà nước Nga kiểm soát, đã lên mạng xã hội để truyền bá thuyết âm mưu về cảnh báo. Đại sứ quán Mỹ và Anh cảnh báo về mối đe dọa tấn công khủng bố vào ngày 8 tháng 3 tại Matikhwa. Theo cách phối hợp, Simonian cho biết, theo kênh Telegram của dự án báo chí độc lập Nga Astra, công dân Hoa Kỳ được yêu cầu tránh tụ tập đông người trong 48 giờ. Nếu bạn có thông tin cụ thể, nó phải được chuyển qua các cơ quan tình báo. Tôi hy vọng bạn đã làm. Còn nếu không thì đây là sự đồng lõa. Simonian, một đồng minh của Putin và là nhà truyền thông hàng đầu của Điện Cẩm Linh nói. Newsweek đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Nga qua email để yêu cầu bình luận. Các kênh Telegram ủng hộ Điện Cẩm Linh và các blogger quân sự cũng phản ứng tiêu cực với cảnh báo này. Ám chỉ bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga đều là lỗi của Mỹ hoặc Anh. Kênh Telegram RIA Katusha viết, Mỹ và Anh thậm chí đã ngừng che giấu rằng họ đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Nga. Đại sứ quán Hoa Kỳ tuyên bố rằng các cuộc tấn công khủng bố có thể xảy ra ở Matikhwa trong hai ngày tới. Một cảnh báo tương tự cũng được Bộ Ngoại giao Anh đưa ra. Phóng viên Nga và nhà báo Andrei Rudenko cho biết của mình. Chúng tôi hiểu rất rõ ai có thể là kẻ chủ mưu các vụ tấn công khủng bố. Và từ những thứ khốn kiếp này, một lời cảnh báo về việc này trông giống như một sự tống tiền hoặc một lời đe dọa tầm thường. Kênh ủng hộ Điện Cẩm Linh Politochit ám chỉ Ngày Quốc tế Phụ nữ rằng thay vì chúc mừng những người phụ nữ của họ, nếu họ vẫn còn ở Matikhwa, Đại sứ quán Mỹ đã cảnh báo về các cuộc tấn công khủng bố ở thủ đô Nga. Ô được rồi, tôi không hỏi thông tin đó đến từ đâu, và như vậy là rõ ràng, bất cứ ai tổ chức đều biết. Kênh này nói thêm.
Ngoại trưởng Armenia đang cân nhắc đơn xin gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Những cơ hội mới ngày nay phần lớn đang được thảo luận ở Armenia. Ararat Mizoyan nói, điều đó bao gồm cả tư cách thành viên trong Liên minh Âu Châu. Ngoại trưởng nước này Ararat Mizoyan cho biết hôm thứ Sáu rằng Armenia đang xem xét việc nộp đơn xin gia nhập Liên minh Âu Châu. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với kênh TRT của Thổ Nhĩ Kỳ bên lề cuộc họp ngoại giao ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Mizoyan cho biết Armenia đang tìm cách xích lại gần hơn với phương Tây trong bối cảnh quan hệ với Nga ngày càng xấu đi. Ngày nay, những cơ hội mới phần lớn đang được thảo luận ở Armenia. Điều đó bao gồm cả tư cách thành viên trong Liên minh Âu Châu. Nhận xét của ông sau khi báo chí Armenia đưa tin rằng Thủ tướng Nikol Pashinyan có kế hoạch bắt đầu quy trình ghi danh vào Liên hiệp Âu Châu vào cuối năm 2024. Pashinyan giữ chức Thủ tướng đất nước kể từ năm 2018 và đã dẫn đầu các nỗ lực xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với phương Tây, đặc biệt là sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào năm 2022 và sự ủng hộ ngày càng tăng của Điện Cẩm Linh đối với đối thủ khu vực của Armenia là Azerbaijan. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.